Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày mùng 9 thì em sẽ lên hai mặt hàng mới, đó là đai châu giống và kiếm giống nhé, để cho các bác có thể luân chuyển mặt hàng trồng đầu xuân năm mới cho nó đa dạng hơn. Đai châu giống nhà em thì cái cây này hơn 1 năm tuổi rồi. Đấy, hơn 1 năm tuổi rồi. Cây em sẽ bán với giá là 25.000 một cây nhé. 25.000. Cây này về ghép trụ rất là hay. Đó, đây là dòng đai châu Thái có nhiều màu. Đấy, rễ nó còn bám vào cả chậu rồi này. Đấy, không nhấc ra được. Đây, em quay hình thức rõ cây cho mọi người này. Đai châu hoàn toàn trồng tự nhiên. Đó. 25.000 một cây nhá. Đầy đủ các màu, có đỏ này, hồng cánh sen này, cam này, trắng này với cả bò sữa. Đấy, 5 màu cho mọi người lựa chọn. Đây là dòng đai châu Thái. Đai châu Thái thì màu nó sẽ đẹp hơn đai châu mình. Đó. Đây, cây khá là ok. Cây giống mà 25.000 một cây thì giá nó quá là rẻ rồi. Đây em chỉ còn một ít thôi. Tại vì đai châu này em bán lâu rồi. Nó chỉ còn một ít thôi. Đây. Còn khoảng vài nghìn cây. Đấy, đai châu giống nhá, khá là đẹp. Về nhà ghép lên trụ gỗ là ok đấy. Thứ hai là em sẽ lên cho mọi người kiếm. Kiếm thì nhà em có 3 dòng là Phan Chí, Vị Hoàng và Xanh Huế. Đây. Cây kiếm được trồng trong cái cốc nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây là kiếm nó nhỡ rồi. Đấy, về nhà các bác thay sang chậu to cho nó để nó phát triển toàn diện nhá. Đấy. Kiếm. Kiếm này thì mình chơi cả thân lá cả hoa. Kiếm này đều rất là đẹp, hàng kiếm cấy mô nhá. Hình thức cây thì ok. Hình thức cây thì nó không lỗi gì hết. Kiếm này em sẽ bán với giá là 40.000 một cây. 40.000 một cây nhé. Còn tất cả các đơn nhà em thì mọi người sẽ cộng thêm phí ship là 35.000 cho em. Đấy, mua 10 cây thì em sẽ bao ship. Đấy, mua dưới 10 cây thì cộng phí ship là 35.000 cho em nhé. Đây, kiếm khá là đẹp. Vị Hoàng, Phan Chí và Xanh Huế nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106. Em chào các bác.